Thi Thiên 114. Khi Israel ra khỏi Ai Cập, nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói ngôn ngữ khác, thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài và Israel thành vương quốc của Ngài. Biển thấy điều ấy thì chạy trốn, sông Giô-đanh phải chảy ngược dòng, núi nhảy như chiên đực, đồi phóng như chiên con. Này biển, sao ngươi chạy trốn? Hỡi Giô-đanh, vì sao ngươi chảy ngược dòng? Hỡi núi, sao ngươi nhảy như chiên đực? Này đồi, sao ngươi nhảy như chiên con? Hỡi đất, hãy rung rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là đấng biến vần đá ra ao nước, đổi đá cứng thành nguồn nước. Phi-rơ thứ 2, chương 1. Simon Phi-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa Giê-xu Christ đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi. Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Vì nếu anh em có những điều này và có dư dật, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. Vậy, thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình. Làm như vậy, anh em sẽ không hề vấp ngã. Và nhờ đó, con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ được rộng mở cho anh em. Vì vậy, tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều này, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận. Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm này thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em. Vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm này, như điều Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ đã bày tỏ cho tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để sau khi tôi ra đi, anh em vẫn luôn nhớ lại những điều này. Khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quan lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài. Vì Ngài đã tiếp nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha. Khi có tiếng từ đấng tôn nghiêm vinh quang phán với Ngài: "Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn." Chính chúng tôi đã nghe tiếng ấy phán từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. Do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời này như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời. Ê-xê-chi-ên chương 33. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: "Hỡi con người, hãy nói với dân tộc con và cảnh báo họ rằng, khi ta sai gươm đến trên một đất nào và dân đất ấy chọn một người trong chúng để làm người canh gác, người ấy thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để cảnh báo dân chúng.
nếu ai nghe tiếng kèn mà không chịu nghe lời cảnh báo và gươm đến bắt lấy nó, thì máu của nó sẽ đổ lại trên đầu nó. Vì nó đã nghe tiếng kèn mà không cảnh giác, nên máu của nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu nó chịu nghe lời cảnh báo thì cứu được mạng sống mình. Trái lại, nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn để cảnh báo dân chúng, nên gươm đến cướp mạng sống của một người nào đó, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình. Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay người canh gác. Này, hỡi con người, ta đã lập con làm người canh gác cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta mà cảnh cáo chúng. Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng, hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chắn sẽ chết. Nếu con không cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình. Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. Ngược lại, nếu con đã cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó mà nó không chịu từ bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó. Nhưng con đã giải cứu mạng sống mình. Hỡi con người, hãy nói với nhà Israel rằng, các ngươi nói, vì sự gian ác và tội lỗi chúng tôi rất nặng, nên chúng tôi khiến chúng tôi hao mòn vì nó. Làm sao chúng tôi có thể sống được? Hãy nói với chúng rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng vui vì nó từ bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi hãy từ bỏ đường lối xấu xa của mình đi. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Về phần con, hỡi con người, hãy nói với dân tộc con rằng, sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó khi nó phạm tội, và sự dữ của kẻ dữ sẽ không làm cho nó sa ngã một khi nó đã từ bỏ điều dữ ấy. Người công chính sẽ không nhờ sự công chính vốn có của mình mà được sống trong ngày mình phạm tội. Dù ta có nói với người công chính rằng nó chắc chắn sẽ sống, tuy nhiên, nếu nó cậy sự công chính mình mà phạm tội, thì chẳng có một việc công chính nào của nó được nhớ đến, nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm. Khi ta nói với kẻ dữ rằng, ngươi chắc chắn sẽ chết, nếu kẻ dữ ấy từ bỏ tội lỗi và làm điều công bình, chính trực, nếu nó trả lại của cầm, hoàn trả vật nó đã cướp, bước theo luật lệ của sự sống và không phạm điều gian ác, thì chắc chắn nó sẽ sống và không chết đâu. Chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại để chống lại nó. Nó đã làm điều công bình, chính trực, chắc chắn nó sẽ sống. Nhưng dân tộc con nói rằng, đường lối của Chúa không ngay thẳng, trong khi chính đường lối của chúng mới không ngay thẳng. Nếu người công chính từ bỏ sự công chính của mình mà phạm điều gian ác, thì nó sẽ chết trong đó. Nếu kẻ dữ từ bỏ điều dữ của mình mà làm điều công bình, chính trực, thì nhờ đó nó sẽ sống. Nhưng các ngươi nói rằng, đường lối của Chúa không ngay thẳng. Hỡi nhà Israel, ta sẽ phán xét các ngươi, mỗi người theo việc mình làm. Vào ngày mùng 5 tháng 10, năm thứ 12, sau khi chúng tôi bị bắt đi lưu đày, có một người đã trốn khỏi Jerusalem đến nói với tôi rằng, thành đã bị thất thủ rồi. Bây giờ, vào buổi chiều, trước khi người trốn thoát ấy đến, tay Đức Giê-hô-va ở trên tôi và Ngài đã mở miệng tôi trước khi người trốn thoát ấy đến vào buổi sáng. Vậy, miệng tôi được mở ra và tôi không còn bị câm nữa. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hỡi con người, những kẻ ở trong nơi đổ nát trên đất Israel nói rằng, Abraham chỉ có một mình mà đã hưởng được đất này, còn chúng ta đông người thì chắc chắn đất này sẽ được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Vì thế, hãy bảo chúng rằng, Chúa Giê-hô-va phán, các ngươi ăn huyết của thú vật, mắt hướng về thần tượng mình và làm đổ máu, các ngươi sẽ được hưởng đất này sao? Các ngươi cậy gươm mình phạm những điều kinh tởm, mỗi người trong các ngươi làm nhục vợ kẻ lân cận mình, các ngươi sẽ được hưởng đất này sao? Vậy con hãy nói với chúng rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, những người ở nơi đổ nát sẽ ngã chết bởi gươm, và ta sẽ phó những kẻ ở ngoài đồng cho thú vật cắn nuốt, còn những kẻ ở trong các đồng lũy hang hố thì sẽ chết vì dịch bệnh. Ta sẽ làm đất này trở nên hoang vu, điêu tàn,
quyền thế mà nó tự hào sẽ bị diệt đi. Các núi của Israel sẽ trở nên hoang vu đến nỗi chẳng có ai qua lại nữa. Bây giờ, chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta làm cho đất này trở nên hoang vu, điêu tàn vì mọi điều kinh tởm mà chúng đã làm. Hỡi con người, dân tộc con ở dọc tường thành và trước cửa nhà bàn tán về con. Chúng nói với nhau, người này bảo người kia, xin hãy đến nghe sứ điệp từ Đức Giê-hô-va. Chúng kéo cả đoàn mà đến với con. Dân ta ngồi trước mặt con và lắng nghe con, nhưng chúng không làm theo. Miệng chúng nói những lời đầy yêu thương, nhưng lòng chúng chỉ tìm lợi bất chính. Này, chúng coi con như là kẻ hát hay, có giọng tốt và đàn giỏi. Chúng nghe lời con nói nhưng không làm theo. Vì vậy, khi tai nạn này xảy đến, và kìa, nó đang đến, thì chúng biết rằng có một nhà tiên tri đang ở giữa chúng. Ê-xê-chi-ên chương 34. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại những người chăn của Israel. Hãy nói tiên tri và bảo những người chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Khốn cho những kẻ chăn của Israel là những kẻ chỉ lo nuôi mình. Chẳng phải những người chăn phải nuôi bầy chiên sao? Các ngươi ăn mỡ sữa, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên bệnh được mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịch thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi trở về, chẳng tìm những con bị lạc mất. Nhưng các ngươi lại lấy sự độc ác, gai gắt mà cai trị chúng. Vì không có người chăn thì chúng tan lạc, và khi đã tan lạc thì chúng trở nên mồi cho tất cả loài thú ngoài đồng. Chiên ta tan lạc trên mọi núi và mọi đồi cao. Chiên ta bị phân tán khắp mặt đất. Chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Vậy nên, hỡi những người chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống. Vì không có người chăn nên bầy chiên ta đã làm mồi và đã trở thành đồ ăn cho mọi loài thú đồng. Những người chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng chúng chỉ lo nuôi mình mà không nuôi chiên ta. Vì thế, hỡi những người chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta chống lại những người chăn đó, và ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng. Ta không để cho chúng chăn chiên của ta nữa, và chúng cũng không thể tự chăn chính mình nữa. Ta sẽ giải cứu chiên ta khỏi miệng chúng, để chiên không làm đồ ăn cho chúng. Chúa Giê-hô-va phán: Này, chính ta sẽ tìm chiên ta. Ta sẽ tìm kiếm chúng, như người chăn tìm kiếm bầy mình trong ngày nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm kiếm chiên ta như vậy. Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng ra khỏi giữa các dân. Ta sẽ tập hợp chúng lại từ các nước và đem chúng về trong đất riêng của chúng. Ta sẽ chăn chúng trên các núi của Israel, kề khe nước và trong mọi khu dân cư trong xứ. Ta sẽ nuôi chúng trong những đồng cỏ tốt, và chuồng chúng sẽ ở trên các núi, nơi đất cao của Israel. Ở đó, chúng sẽ nghỉ trong chuồng êm ấm và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Israel. Chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng ăn nghỉ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ tìm con chiên lạc mất, dắt con chiên bị đuổi trở về, rịch lành con chiên bị thương và làm cho con chiên yếu được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công chính để chăn chúng. Chúa Giê-hô-va phán: Còn về các ngươi là bầy chiên ta, này, ta phán xét giữa chiên và chiên, giữa chiên đực và dê đực. Các ngươi ăn trong đồng cỏ xinh tốt chưa đủ sao mà lại lấy chân giày đạp cỏ còn lại? Các ngươi đều uống nước trong chưa đủ sao mà lại lấy chân làm vấy đục nước còn thừa? Còn bầy chiên của ta thì phải ăn cỏ mà chân các ngươi đã giày đạp, và uống nước mà chân các ngươi đã làm vẫn đục. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: Này, chính ta sẽ phán xét giữa những chiên mập và chiên gầy, vì các ngươi lấy hông, lấy vai mà đẩy, lấy sừng mà hút tất cả chiên con yếu ớt cho đến chừng
các ngươi đã làm tan lạc chúng ra ngoài. Nhưng ta sẽ giải cứu bầy chiên ta, chúng sẽ không làm mồi nữa, và ta sẽ phán xét giữa chiên và chiên. Ta sẽ lập trên chúng chỉ một người chăn, người sẽ nuôi chúng, tức là David đầy tớ ta. Chính người sẽ nuôi chúng, làm người chăn của chúng. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, và David đầy tớ ta sẽ làm vua giữa chúng. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy. Bây giờ ta sẽ lập một giao ước hòa bình với bầy chiên ta. Ta sẽ đuổi những thú dữ trong xứ đi, để dân ta có thể ở yên ổn trong hoang mạc và ngủ trong rừng. Ta sẽ làm cho chúng với các miền chung quanh đồi ta trở nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, đó là cơn mưa phước lành. Cây ngoài đồng sẽ ra trái và đất sẽ sinh hoa lại. Chúng sẽ ở yên trong đất mình và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta đã bẻ gãy những đòn của ách chúng và đã giải cứu chúng khỏi tay những kẻ bắt chúng phục dịch. Chúng sẽ chẳng làm mồi của các dân ngoài nữa, và những loài thú của đất sẽ chẳng cắn xé chúng nữa. Chúng sẽ ở yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Ta sẽ lập cho chúng một nông trại danh tiếng, chúng sẽ không chết đói trong đất mình nữa, và cũng không còn bị các lân bang lăng nhục nữa. Chúng sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chúng ở cùng chúng, và biết rằng nhà Israel là dân ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta. Các ngươi là loài người, và ta là Đức Chúa Trời của các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy.